À, có đọc được cái comment nào dưới không Tấn Phát? Có anh, em bật cái nút bên kia Đọc em thấy không? có. Anh không có mở comment, lại mở mà không thấy hình. Và Ủa? kệ nó. Lũ bay muốn đu càng lắm mà thèm không đu được. Lũ đầu trâu ba lờ. Ủa Ôi, chúng đang tao bây giờ làm đi gì đu để càng đảng hả? này, Đi hết rồi. Thấy đâu lũ đầu chúng tao bây giờ đi máy bò bay phải đu. ngồi ghế đàng hoàng làm gì đu càng chúng mày Này đâu. à. Lê hả? Nay đi Boeing đi mà đi thương gia, hạng thương gia không nó có cháu. Chứ ai đu càng như ngày xưa đâu mà đu. Mà Nhưng trực thăng giờ nó xài bánh không à. anh Phong Không phải công có nhận càng đẹp. đó. Không không không, tại vì Việt Nam mình đi mua trực thăng của Nga nên toàn xài bánh, không 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 xài trực thăng của Mỹ, đâm ra không có Không càng, à. không đu Mà được. thật sự là cũng chia buồn với lại mấy anh em đu càng ngày xưa á. Tại vì hồi xưa mà Mỹ mà nó chế cái trực thăng mà bốn cái càng đó là đu được nhiều lắm á. Nghe nói hồi xưa một số bị rớt là tại vì có hai cái thôi, ít quá. Nhưng mà nó chế bốn cái là đu nhiều lắm á. Đúng không? Cộng sản giờ đâu cần đô đâu ra phi trường Tân Sơn Nhất làm vé viết thương gia gì đó đi thôi chứ. Sách kỷ Càng lục nghĩ bê, đu. em thấy là Nhưng cái sách kỷ mà lục sao phải đu? thiếu là vậy này anh, là phải đưa vô một cái bộ môn mạo hiểm mà gọi là vĩ đại nhất của thế kỷ, vĩ đại nhất thế kỷ Nếu 20, bộ môn vĩ đại nhất thế kỷ 20 là một môn đu càng, là phải đưa vào sách kỷ lục Guinness chứ làm sao mà thiếu. Rõ ràng là phải không, em nghĩ phải khác, em nghĩ là phải công nhận quân đội của Việt Nam Cộng Hòa là quân đội đu càng nhất hành tinh. Mày có quân đội nào dám đu càng đâu, chưa quân đội nào mẹ dám đu càng kiểu đấy cả. cái chuyện đó nó diễn ra lâu rồi, bây giờ cái thế hệ sau này ít người biết, bây giờ mình phải kiến nghị IOC đó, Ủy ban Olympic quốc tế đưa cái bộ môn thể thao mạo hiểm vô, đu càng vô để các vị ôn lại rồi thế hệ con cháu nó mới biết chứ. Cái vụ mà đu càng 30/4/75 thì nó gần nửa thế kỷ rồi, mấy đứa trẻ nó đâu biết đâu. Nói đu càng nó Đúng không hiểu rồi, đu càng là gì. không đúng Bây rồi, đúng rồi. Cái giờ mình lịch sử Việt phải Nam nha, kiến lịch sử Việt nghị. Nam nha, là viết nha, viết quá tối giản. Anh học ở trong sách lịch sử làm gì có chữ đu càng đâu. Chính vì cái tụi nó nha, suốt ngày lên mai anh em mình bắt đầu lên đây mới tìm hiểu biết, à ngày xưa phải đu càng chứ. Chứ học ở trong sách làm gì có chữ đu càng Đúng đâu. rồi, cái đó, cái đó Đúng sách không? nào cũng viết. Tại chúng mày, tao mới biết là ngày xưa chúng mày đu Ít nhất càng ấy, thì chứ không mình viết tao đâu có biết lịch sử đâu. mình phải tôn trọng đối phương một chút để cho coi Đó như là còn còn cái mặt để mà đưa ra cho thiên hạ nhìn, chứ không lẽ lấy cái mo úp vô kỳ quá. Mình viết nói chung đó, còn nhưng mà kỷ anh lục em mình thì vô tư đi, đâu ảnh hưởng gì đâu. Sách vở khác anh em mình anh nói em chuyện mình khác. cũng chẳng nói thẳng luôn, thì thực ra anh em mình chẳng muốn khơi lại cái nỗi đau dân tộc để làm cái Đúng gì rồi. cả, nhưng mà con gái chúng nó cứ cứ suốt ngày ăn với cái khỉ trường hơn mới bắt bó mày. Tao tức lên, tao bảo chúng mày đu càng. Không Có cái comment, có lửa làm sao có khói. có cái Đúng comment rồi. là ở dưới là nói là không được xúc phạm Việt kiều. Ê, nó những người Việt kiều yêu nước ở đây không chửi nha, nha. Đây chỉ đam là đam công Việt kiều. Ai Ui. ở bên Mỹ Mày mày nói Việt kiều, mày đã hỏi tao chưa? Tao là Việt kiều đây, mày nói Việt kiều, mày đã hỏi tao chưa? cái giọng điệu này giống của A Quy nè. A Quy là chuyên môn là cái kiểu này nè, mình chửi mình nói chống cộng cực đoan thì ông đổ thừa cho Việt kiều, chửi Việt kiều. Việt kiều chú cầm nó lên đây ông tôn trọng, ông muốn chết rồi nè, ông biết là tối nay sao ông thấy nè, rất là nhiều An Nhiên rồi rất là nhiều Việt kiều yêu nước, họ luôn hướng về tổ Mày quốc đừng có bằng lúc cái tấm lòng, đúng không? dưới cái danh nghĩa Việt kiều. Việt kiều mày đã hỏi, Việt kiều mày hỏi tao chưa? Tao là Việt kiều đây, mày đã hỏi thì Việt kiều mày hỏi tao chưa? Mày đừng có lúc dưới danh nghĩa Việt kiều. Đối với người Việt hoặc là đối với chính phủ Việt Nam á, Việt kiều yêu nước là gọi là khúc ruột ngàn dặm, đúng không? Có cái câu khúc ruột ngàn dặm. Còn đối với cái đám mà chống cộng cực đoan thì nó là không phải khúc ruột mà nó là khúc ruột thừa. Tụi bay là cái khúc ruột thừa đó, mà ruột thừa mà khi mà nó muốn bung rồi thì phải đi cắt thôi chứ không là chết, cắt vỏ. Đừng bao giờ nhận mình là khúc ruột ngàn dặm nha, khúc ruột thừa thì được.
Mà đầu thơ thì sớm muộn cũng cắt à. Ủa tao là con nít tại sao tao biết ngày xưa chúng mày đu càng? Mày con nít không biết học lịch sử à mày? Con nít tại sao tao không biết, tao biết cả Quang Trung Nguyễn Huệ, tao biết cả Vua Hùng. Cái tư duy của mấy không biết là già hay trẻ thì mình không biết, nhưng mà giờ cứ cho là già đi. Nhưng mà cái tư duy này là tư duy của một đứa con nít, đúng không? Con nít không có nghĩa là nó không hiểu biết bằng người lớn, mà người lớn không có nghĩa là thông minh hay hiểu biết nhiều hơn con nít. Nó tư duy đó là tư duy không logic, đúng không? Con nít nhưng mà nó lớn. Trời mưa thì đường ướt. Khốn gái nhưng mà đừng ước kia chắc tiền mưa. Con nít ấy nó lớn được đấy, mà con mấy cái thằng già ấy đấy, mà mãi nó chả lớn được cơ, nó khổ thế. Vậy đứa thằng già mày là lớn đâu, là già rồi mày vẫn còn con nít mãi cơ. Suốt ngày ăn ở Việt Nam khổ lắm, Việt Nam nó khổ lắm. Đúng rồi, khổ. Mấy nay em thấy là đó. Tụi nó đang tập trung cũng nói về cái vụ mà nhà nước đang cảnh báo cái vụ Facebook á anh. Kiểu giống như Facebook không có chấp hành cái những cái tiêu chuẩn về chính trị của Việt Nam mình á. Facebook để cho tụi nó vô xuyên tạc dữ quá. Mà tụi nó nói tại sao không để cho tất cả mọi người được nói. Vô nói xàm chống phá nhà nước không mà không lẽ cho tụi bay nói hoài. Mày sang bên Đức mà bảo Đức nó thả cửa Facebook đi. Đức đó. Nói chung mà. Facebook với lại mạng xã hội nó nói chung á thì nó cái gì cũng vậy, nó có hai mặt mà. Thì cái nào tốt thì mình tiếp tục ủng hộ. Còn cái nào mà nó gây ra nhiều hệ lụy thì trước sau cũng phải xem xét, một là hạn chế hoặc là cấm luôn, đúng không? Tôi là người dùng Facebook cả chục năm, nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam cấm được Facebook tôi cũng ủng hộ. Bởi vì cấm này cho cái đám này nó khỏi thủ dâm, nó hết đất, nó hết chỗ để nó thủ dâm. Mà mình cấm là mình cũng thương tụi nó. Thủ dâm riết thì chịu sao nổi. Chết. Tao bất kỳ ấy. Tao không biết là tao nghèo hay không á. Tao nghèo lắm. Bất kỳ tao nghèo lắm. Giờ về thủ đô Hà Nội, mấy thành phố ngoài Bắc mà coi mấy em mấy bé bên Cali đó mà nhìn nó ngước như nè, đi cứ ngước lên nè. Tại nhà nó cao quá nghèo, mà nhìn đâu ấy, đâu có giàu có gì đâu. Nhà tôi nghèo lắm. Nhà bên Cali kiếm cái nhà mà chừng 3-4 tầng hơi bị hiếm. Đấy, nhà tôi nghèo lắm, mà xóm nghèo luôn, xóm tao là mẹ kiếm không ra nổi cái nhà cấp 4. Nghèo lắm. Không, nghèo lắm, xóm nghèo lắm, không kiếm đâu ra nhà cấp 4. Nói cái chuyện giàu nghèo mới nhớ tới cái hình thằng Chư Quốc Huy nè. Rồi gì đó, có ba đứa nó chụp trong nhà hàng á, Chư Quốc Huy với thằng gì mà bên đại khái là mấy đứa làm truyền thông bên đó đó. Có một thằng Chư Quốc Huy cầm cái dĩa mà tôm mà chụp trong nhà hàng khoe đó không? Cái dĩa tôm hấp, tôm luộc gì á. Cái con tôm mà nó chưa bằng cái ngón tay mình nè. Mà mặt đứa nào cũng hí hửng. Quá mình cái cảm giác như từ hồi qua Mỹ. Từ hồi qua Mỹ nó mới được ăn con tôm cỡ đó đó. Nói thẳng là con tôm cỡ đó ở Tây Ninh, Tây Xoay người ta làm muối tiêu, muối Tây Ninh chứ người ta không thèm ăn. Hôm qua đó cái dĩa tôm mà cái con nào đó nhỏ hơn ngón tay mình. Mặt đứa nào cũng hí hửng giống như là đó giờ mới được ăn tôm. Nghèo quá mà. Không ơi, cái thằng Bú Đô nha, mày nói như tao là dân Bắc Kỳ mất dạy á. Tao không biết tao mất dạy không, nhưng mà ba mẹ tao đang tự hào của tao đó. Cái cảm giác mà mình ăn cái con tôm mà mình mất hết 2-3 tháng lương mình dồn vô một con tôm, nó khác lắm anh. Nó khác lắm, cái cảm giác nó như vị nó khác lắm, nó phải trân quý, nó phải yêu quý lắm mới vậy được. Giờ tôm Canada mà nhập về Việt Nam con 5-7 kg người ta còn ăn. Bên đó là sao? Ăn con tôm gì ta, tôm sú, tôm gì nhỏ xíu, nhiều ngón tay khoe lên, giàu quá. Nói thiệt ở Việt Nam mà không mấy người ăn đâu.
Đợt còn gì ta, chê gì về Việt Nam mà ăn rau muống mất kỳ, ăn rau muống à, bên Cali thèm rau muống chết bà, không có đâu mà ăn rau muống mắc lắm, bên đó nó cấm mà, cấm trồng. Rồi còn một cái hình Tân Thái với Trương Chột với gì vô nhà hàng có một cái dĩa đó, thấy không, có cái dĩa rau muống nhỏ xíu xíu à, có mấy cái dĩa trên bàn á, chụp một tấm hình rồi có cái dĩa rau muống luôn mà nhỏ xíu à, chắc là ở Việt Nam mình quơ một đũa là hết rồi. Nhưng mà chắc mỗi đứa chia mấy cọng á, chia ra mỗi dĩa đó thì mỗi đứa mấy cọng thôi, ăn ăn lại thèm quá mà. Nhưng mà mở Mà miệng ra cái bất kỳ rau muống á, bất kỳ rau bên muống thì anh đúng ói ngày Bắc Kỳ ngoài thiệt chứ. Bởi anh hay nói lắm. rồi, làm gì ở đâu bất cứ một cái sinh vật không trên trái đất này, bất cứ một cái vật dụng gì nó tồn tại nó đều có nguồn gốc hết, riêng cái đám đó là nó có nguồn gốc thôi, nó chỉ, chắc có thể là từ trong cái toilet chui ra sao, có nguồn gốc biết là ở đâu. Mình nó rõ ràng mình ị ra cục phân nó cũng có nguồn gốc từ đâu mà, từ những cái món bồi bổ ăn mình ăn vô nó mới ra phân, còn cái đám nó không có nguồn gốc là nó còn thua cục phân mình ị ra, mình lo gì, kệ nó cho nó phân biệt đi. Nói về Đấy cái vụ mà này đấy nói này dụ về chia sẻ thì Về cái vụ Facebook của em thấy mắc cười thì chứ, nếu mà nói là vi phạm tiêu chuẩn mà của các cái truyền thông á, thì phải nói là ông Tổng thống Trump á, mới thật sự là đỉnh của đỉnh luôn. Bây giờ á, mỗi lần em thấy một cái bài trên Twitter tự nhiên có người dán nhãn ổng liền, cứ đăng lên cái là dán nhãn, đăng lên cái là cái comment này của bạn vi phạm tiêu chuẩn hay là nó có nhiều cái không chưa được chính xác liền anh. Bao nhiêu ông Trump là ông vi phạm từ đầu đến cuối mà không thấy băng đích ổng. Để nít vậy đó, muốn nói thì nói nhưng mà chán cái nhãn ở dưới là báo là cái comment này là có vấn đề vậy thôi. đúng rồi, Em ổng hay thấy xài gì tơ thì nếu thế em thấy cái thằng cái bọn quản lý mạng xã hội ấy, nó cũng không 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 ấy, không không tuân thủ cái nhân quyền nào không. Mẹ tao chỉ nói vài câu linh tinh thôi, chưa bị gắn nhãn gì anh. Chúng mày cho chơi chung nó đăng cái nào nên bị gắn cờ lại đăng cái nào nên làm cờ cái đấy, mà tại sao không rõ ràng luôn bị rồi, sao á. rõ ràng Mỹ không có công bằng dân chủ gì hết. Ông Trump ông nói tào lao, nó xàm nó đế gì á, chỉ có nhãn nhãn thôi, còn mình thì chỉ cần con câu có một câu bị là tự nhiên đứng cái nick của mình luôn, nước Mỹ nó xàm vậy, nó kỳ cục vậy. Nói chung là bây giờ vậy nè, mạng xã hội bất cứ Đáng ở nhẽ quốc mày gia mày phải nào, cho cả ông Trung ra tay, tại sao không cho thằng ta đi ra vào? nếu mà đã vô Việt Nam thì chấp hành cái luật pháp của Việt Nam đưa ra, đúng không? Ở đâu không vậy, đất nước nào có luật của nó, chứ không phải vô nó muốn làm gì làm. Có nhiều Facebook nó có những mặt tốt và cũng rất nhiều cái xấu, chúng ta thấy thời gian qua Facebook xấu nhiều chứ, nếu mà chúng ta không có cái biện pháp, đúng không, để mà hạn chế những cái xấu đó thì sao, xã hội nó như thế nào, rồi con em chúng ta sử dụng Facebook nó sẽ như thế nào, nó hệ lụy ghê gớm lắm. Mà trước mắt là hệ lụy của cái đám chống phá này, xuyên tạc đường lối chủ trương, rồi xuyên tạc cá nhân tập thể đảng cộng sản, rồi chủ nghĩa xã hội gì đó, nó có thừa, nó có chừa cái nào đâu, xuyên tạc một cách trắng trợn, đúng không, ai làm gì nó đâu, nếu mà không có an ninh mạng, mà chủ yếu là trong nước thôi, nếu mà những cái thằng mà ở trong nước thì bị thôi, còn nó mà bên Mỹ bên Pháp thì cũng khó lắm, an ninh mạng để làm những cái việc đó Mà đó, đất nước có luật pháp. em thấy hình như cái thằng Facebook này anh,
em thấy hình như là nó đi nước nào nghe nói là nó đều không có đóng thuế thiết kỹ thuật số hay sao. Em thấy ở châu Âu cũng có nhiều nước nói là nó không đóng thuế kỹ thuật số, nó vô nó làm vậy thôi, rồi nó ăn hưởng tiền chứ nó không thèm đóng thuế cho đất nước đó hay sao á. Cái Facebook này nó có một cái mà anh thấy rất là dở nè, cái bảo mật á. Một năm nó thu biết hàng tỷ tỷ đô la đúng không, nhưng mà cái nick của mình là mấy thằng hack nó vô được hết, nó vô nó chiếm nick rồi nó phá rồi đủ trò đúng không. Cái bảo mật của nó thấp dở lắm, mà trong khi một năm thu biết bao nhiêu tỷ đô la. Cái nick Facebook này không phải đơn thuần là mình lên đây mình nói chuyện hay là mình trao đổi bạn bè đâu, mà nhiều người ta dùng để làm ăn đúng không, người ta quảng bá công việc này kia, mà nó vô nó phá nó lấy mất thì thiệt hại như thế nào ai tính được đúng không. Mà cái tụi này nó giống như là nó không quan tâm tới cái người sử dụng Facebook nhiều, nó biết lấy tiền bỏ túi thôi. Biết là nó quảng cáo được, biết cả lấy thông tin người dùng được bán đi nè. Lấy tiền cái người dùng thì thông qua quảng cáo rồi này kia đó. Nên nó không quan tâm đến cái bảo mật cá nhân cho từng cá nhân. Đúng. Mình nghĩ nó đâu có đơn giản để một cái người lạ xâm nhập Facebook mình đâu. Nhưng mà vẫn bị hoài, bị niết. Vô nó phá nó lấy rồi nó xóa nó là muốn làm gì lại. Chiếm. Nó xâm nhập, nó em thấy như nó xâm nhập là coi như cái nick nó cũng dục luôn anh ơi, không xài được đúng luôn. Rồi. Ủa chứ anh luôn. Anh là mười mấy nick đó thôi mà. Em đây mới hai cái ra đi thôi. Không lạ gì đâu. Rồi chưa em kể có những cái hết đó. Có những cái rất là vớ vẩn, như mình comment bình luận hay những cái bài viết thấy bình thường không có gì hết, cũng bị báo cáo rồi, cũng bị nó treo. Mà những cái người biết ví dụ phản hồi á thì có khi là không bị, mà những người nào không biết có như vậy đó. Có cái thằng Phạm Đăng Huy nó nói nè, không được độc quyền nè, Facebook không được độc quyền nè, không được độc quyền. Tại sao thằng Mark Zuckerberg thỉnh thoảng phải lên trên quốc hội Mỹ điều trần thằng ngu.